Theo thông tin được Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, qua nhiều thử nghiệm, kết quả cho thấy ăn trái cây, uống siro không làm xuất hiện nồng độ cồn trong hơi thở. Thông tin được đưa ra khi nhiều lái xe đang băn khoăn về việc dù chỉ uống siro, ăn trái cây vẫn bị xác định là vi phạm nồng độ cồn. Cục cũng thông tin thêm, hiện nay việc đo nồng độ cồn được thực hiện theo hai chế độ. Đầu tiên là chế độ định tính, xác định có cồn hay không. Sau đó mới đo định lượng, xác định hàm lượng để làm căn cứ xử phạt. Do vậy, cảnh sát giao thông không thể xử lý sai khi không có nồng độ cồn.